Em Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2019. Cơ sở chúng em mới cập nhật về cái lô hàng là cỡ khoảng trên 5 tạ hàng đang có ở cơ sở chúng em đây, được như các bạn đang thấy đấy. Đấy, rất là nhiều loại hàng luôn. Và em cũng xin được giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Thì số điện thoại để liên hệ trực tiếp mua hàng với chúng em hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em. Và các bạn hay nhắn tin ở bên trong Zalo á thì em lại không không tiếp nhận được trong Zalo nhé. Trong Zalo em chỉ nhận những phản ánh từ các bạn và những cái nói chung là một số chia sẻ chi tiết ở trên Zalo, thì chúng em lúc nào có được yêu cầu thì chúng em sẽ mới có thời gian đi vào Zalo. Tại vì bên chúng em thì ít người làm việc thôi nên là không kiểm soát được hết nhớ các bạn nhớ, em dặn trước thế đấy. Chứ một số bạn nhắn tin vào bạn là không trả lời như thế, thực sự là thời gian rất là bận, chúng em không có thời gian để đi vào Zalo luôn. Đấy là các bạn thông cảm nhé. Số điện thoại của chúng của cơ sở chúng em là số 0984754102 nhé các bạn nhé. Đấy, số điện thoại của chúng em đó. Và hôm nay là ngày mùng 9, cũng là hậu của ngày mùng 8 tháng 3. Hôm qua phiên ngày mùng 8 tháng 3 thì chúng em không có việc bận nên là không bán hàng được. Thì hôm nay em vẫn có sale hậu của ngày mùng 9 tháng 3 nhé các bạn nhé. Đấy, thì nói chung thì em sẽ có fix nhẹ, giảm nhẹ một số mặt hàng, một số giá thành của những mặt hàng. Đấy, và hôm nay có rất nhiều loại hàng lan đặc biệt về. Điển hình thì gồm có trầm tím rừng Lào là bây giờ đang nụ rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, em đi vào giới thiệu chi tiết luôn, và có cả lan Trần Tuấn nhé các bạn nhé. Em đi vào giới thiệu luôn cho các bạn những cái phần Trần Tuấn, em gồm có 4 phần Trần Tuấn nhé các bạn nhé. Em có ghi số và giá chi tiết của từng phần luôn. Đây là phần số 1 là gồm có một dây rất là to dài luôn. Phần số 1 có giá là 600k nhé. Đấy, chi tiết về phần số 1 đây. Cái thân già này là thân bị gãy thôi các bạn ạ. Cái này thân già này là bị gãy. Đấy, cái phần số 1 này gồm có còn một thân đang có nụ đây. Nó là một dề nhé các bạn nhé. Đấy, bông hoa của Trần Tuấn đây. Bông rất là đẹp luôn ạ. Đó, mặt bông mới được rỡ ở trong bao ra nên là nó không nở được căng. Nó nở căng ra rất là to luôn các bạn nhé. Đấy, thân rất là dài thôi các bạn nhé. Đấy, đấy, thân Trần Tuấn, dày Trần Tuấn này phải đến gần 4 phân, 35 phân. Thân Trần Tuấn này rất là to luôn, to và dày. Như này thì chúng ta trồng thuần nó sẽ rất là dễ thuần, và nó sẽ lên cây nó sẽ rất là khỏe luôn. Đấy, một dề này. Dề này nó có tổng thể là gồm 3 lạng cơ các bạn ạ. Còn có cả thân nhỏ, thân to có đầy đủ hết nhé các bạn nhé. Đấy, 600.000 nữa. Còn đây là phần số 2. Phần số 2 nó cũng rất dài, có giá là 450.000 nhé các bạn nhé. Đấy, vẫn còn có nụ này, nhưng mà những cái nụ này rất dễ rụng các bạn ạ. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 thân có lá nhé các bạn nhé. 7 thân có lá này sắp tới nó cũng sẽ đẻ thêm là 7 cái thân con, thân mầm nhé các bạn nhé. Đấy, tương ứng ít nhất là 7 thân mầm. Chúng ta về chúng ta kích thêm cái chế phẩm Hùng Nguyễn một tí nhé các bạn nhé. Hoặc là cái thêm cái kỳ duy xanh á, chúng ta xịt cả cả ấy luôn nhé các bạn nhé, cả cây luôn, pha loãng thôi, xịt cả cây cho em là nó sẽ đẻ mầm và đẻ kỳ rất là tốt luôn. Đấy, dây này 450.000 này, thân nó mảnh hơn chút này, dề rất là đẹp luôn. Còn đây phần số 3 là 400.000. 400.000 thì gồm có một dề này được có 3 thân thôi. 4 thân có lá, 4 thân có lá nha các bạn nhé. 4 thân có lá này, 5 thân luôn nhé các bạn. Đây, 3 thân này, có lá này, 4 này, 5 này. Đấy, bông hoa Trần Tuấn đây. Đó, mới rỡ từ bao ra mà nó rất bóng bẩy như này, rất là đẹp luôn. Cho một màu hồng và cái lưỡi nó tím, rất là đẹp. Và ở đây là gồm có 2 thân dài nữa này. Đấy, 2 thân dài to khỏe nữa này, và có 400.000 nữa này. Còn đây là phần này, rất là nhiều cây con luôn các bạn, rất là nhiều khóm luôn, cũng là 400.000 này. Đấy, khóm này 2 thân lá này, 2 khóm này,
3 khóm này, 4 khóm này, 5 khóm, 6 khóm, 7 khóm, 8 khóm luôn các bạn nhé. Đấy, 3 khóm này liền dề nhau này. Đấy. Đó, là 400.000 ạ. Còn ở đây em có một phần ý thảo. Phần ý thảo này thì nói chung là bác nào mà lấy số lượng trên 1 triệu em tặng cái phần ý thảo này cho các bạn nhé. Đấy, đấy là bác khách hàng đầu tiên của trong ngày hôm nay nhận cái đơn hàng trên 1 triệu trở lên. Đấy, thì em tặng luôn cái phần ý thảo 3 màu này. Đấy. Còn đây là phần kim thoa. Lan kim thoa chỗ này có 1 cân thì 100.000 cho phần này. Đấy. Còn sang bên này thì em toàn hàng kg đây nhá. Nói chung là hàng kg thì em sẽ bán từ 3 lạng trở lên nhé các bạn nhé. Đây các bạn xem qua cái mặt hoa này. Đó, đây là mặt hoa của chuối ngọc nhé các bạn nhé. Đấy, rất là tím luôn. Hoa rất là đẹp, sặc sỡ, cánh tím này, họng vàng này. Đấy, bên trong có mắt đen nhé các bạn nhé. Chuối ngọc có giá là 200.000 một cân ạ. Nhớ các bạn nhé, lan chuối ngọc ạ. Còn đây kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa hay kim điệp thơm đó thì có giá là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Đó, kim điệp thơm đấy ạ. Bây giờ đang hoa đây, hoa vàng sặc sỡ luôn này. Cánh đúng là như là nhựa luôn. Vậy đúng theo cái tên đúng nghĩa của nó. Y xì như là nhựa các bạn ạ. Rất là thơm. Hoa rất thơm luôn ạ. 250.000 một cân. Đấy. Và còn đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng thì giá bình thường của nó luôn có giá là 150.000 một cân. Hôm nay em bán giảm giá xuống 20.000 còn 130.000 một cân nhé các bạn nhé. 130.000 một cân phi điệp vàng ạ. Và còn đây là quế tím. Quế tím hàng rất là ưng ý luôn các bạn. Lô hàng này về rất là ưng ý. Đó. Quế tím có giá 160.000 thì nay em giảm giá 140.000 một cân nhé các bạn nhé. Quế tím. Và trên đây là sóc tím. Sóc tím cũng mọi phiên là giá là 160. Thân này bị hỏng thì bỏ ra này. 160 nay em cũng bán là 140.000 một cân này. Đấy, quế tím còn ít thôi. Còn đây hải yến. Hải yến. Riêng hải yến hôm nay em giảm giá cho mọi người, hàng rất là đẹp luôn nhé. Lô mới về luôn. Thì để giá cho mọi người giá rẻ nhất là 120.000 một cân nhé các bạn nhé. 120.000 một cân ạ. Hải yến ạ. Và còn ở dưới này đây thì em có thập hoa. Thập hoa bình thường có giá là 200.000 một cân, nay em bán cho các bạn là 170.000 một cân này. Thập hoa nhé. Còn ở đây một số dề thập hoa thân nó mảnh hơn, chắc có độ khoảng 3 kg, thì em để giá cho các bạn là 120.000 một cân. Thập hoa giống thân mảnh, còn thập hoa loại thân to hàng đẹp này tí là 170.000. Cái thập hoa thì bây giờ cũng đang vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Đấy, đang nụ này, đang sưng nụ nhé các bạn nhé. Còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên bây giờ cũng đang là mùa nụ nhé các bạn nhé. Sơn thủy tiên thì bây giờ cũng đang là mùa nụ đây này. Như đây này, đang sức mắt này bị hỏng rồi này. Gãy. Tại vì nó sưng nụ ra dài quá thì nó hay bị gãy nhé các bạn nhé. Đấy, bây giờ cũng đang đi vào mùa nụ. Như những lô này thì em chưa thấy nụ nhiều lắm này. Đấy, đây nụ đang dài như này đây. Đó, đây là nụ sơn thủy tiên nhé các bạn nhé. Trong bẹ lá này. Nụ, nói chung là lô này chưa ra nụ bẫy. Thì chúng ta lấy về thì tỷ lệ nó bị gãy nụ là rất là ít. Nên là sắp tới chúng ta chơi hoa cho mùa tới đây này. Có những nụ ra dài như này đây các bạn nhé. Đấy, sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên 200.000 một cân thì nay em giảm giá còn 180.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, giá phiên hôm nay là 180.000 một cân thôi. Còn đây hoàng thảo vôi. Đấy, hoàng thảo vôi bây giờ cũng đang nụ chi chít như này đây. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, hoàng thảo vôi thì nói chung là được cái lô này được hoa tím đậm này. Nụ như này rồi thì hoa chắc chắn là tím đậm này, chứ không nhợt nhạt là hồng hồng nữa này. Chắc chắn là màu tím luôn. Đấy, có những nụ này tím hẳn ra đây rồi. Đấy, thấy chưa. Đó, hoàng thảo vôi giá bình thường của nó là 280.000 một cân thì nay em bán 250.000 một cân thôi này. Đấy. Còn đây là long tu. Long tu hàng giống.
Bình thường là 220.000, nay em giảm 20.000 còn 200.000 một cân này. Còn loại hàng đẹp 280.000 một cân thì nay em giảm còn 260.000 một cân này. Long tu nhá các bạn nhá. Đấy, long tu đây, thân này, những thân này chưa nụ này. Đấy. Đây, thân này đang ra nụ như này đây. Đó. Thân tơ rất là nhiều luôn. Cái loại hàng đẹp này thì các bạn cứ yên tâm là thân những cái thân tơ nó dài trên 20 cm trở lên nhá. Đấy, như khóm này đây có thân 20 cm, 30 cm này. Đấy, thấy chưa? Hoa tím đậm luôn này, cái lô rừng này thực sự là hoa rất tím đậm này, đang nụ đây. Đấy, đang nụ này. Có những thân nụ to như này đây. Đấy, như thân này là mai là bung ra luôn này, bông này. Hoa tím đậm luôn, rất là đẹp. Đấy, hàng đẹp thật đấy. Đấy, lô long tu này em rất là ưng ý, thân to đều mà đẹp. Đấy, 260 thôi. Còn đây là ngọc thạch nhá các bạn nhá. Ngọc thạch em cũng rất ưng ý về cái lô hàng này, thân to đẹp và rất là nhiều dề. Đấy, các bác đặt hàng dề 2 kg em có nhá, đợt này nhá. Đấy, riêng đợt này. Cái lô này, đấy, ngọc thạch bây giờ đang sưng nụ như này nhá các bạn nhá. Chúng ta nên mua sớm chứ mua muộn là những cái nụ này nó gãy hết 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 phần xem hoa nhá các bạn nhá. Đấy, đang nụ đây. Là nhiều thân tơ luôn, những cái thân tơ là những cái thân nó đang bọc giấy này này. Đấy, giống như là một cái màng giấy này. Tất nhiên là hàng kg sẽ từ rừng về nó sẽ có cả thân già và thân tơ nhé các bạn nhé. Những bạn mới chơi là lưu ý giúp em về cái vấn đề này, chứ không thắc mắc là hàng nó nhiều thân già quá. Thì đấy là thực sự là em đánh giá luôn một con người mới chơi. Đấy. Chưa tìm hiểu về lan mà đã dám mua lan về để chơi thì thực sự là chẳng khác gì là mua lan về để giết lan nhé. Thì các chúng ta trước khi mua những loại lan là chúng ta tìm hiểu thông tin chi tiết về những loại lan đấy ở trên Google, hỏi ông Google cái gì cũng có nhé. Và ở đây mặt hàng rất là hot đây, là cái này là trầm Myanmar. Cái này là trầm Myanmar thôi nhé các bạn nhé. Trầm Myanmar này loại hàng Trung này, thì là có giá là 750.000 một cân này. Đấy, hàng rất là đẹp luôn, hàng tầm trung. Nói chung là chúng ta lấy loại hàng dài thì tỷ lệ thân gãy nó nhiều hơn cái loại tầm trung này. Còn loại tầm trung này gần như là không có thân gãy luôn các bạn nhé, thân hoa bị gãy này là rất là ít luôn này. Đấy, tỷ lệ bị gãy rất là ít luôn, mà chúng ta sắp tới sẽ được chơi hoa luôn. Loại này chuẩn bị lên nụ nhé các bạn nhé, tầm khoảng 20 ngày nữa là cây sẽ bật nụ nhé các bạn nhé. Đấy, trầm rất là đẹp luôn, trầm Myanmar. Còn ở đây là trầm Lào đấy các bạn. Trầm Hàn Lào thì bây giờ nó đang lên mầm gốc này. Còn điều đặc biệt hơn nữa là bây giờ nó đang lên cả nụ luôn các bạn nhé. Lên nụ để chúng ta chơi hoa luôn đây. Đó. Đấy, hàng nói chung là hàng của Lào ấy thì thân nó sẽ mảnh hơn và nhìn nó cong cong, chứ nó không 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 đẹp ướt mát như thằng Myanmar nhé. Mà thằng Myanmar là khó thuần hơn nhé các bạn nhé. Đấy, đang nụ này. Đấy, các bạn thấy nụ chưa? Nụ đang nép nép ở trong những cái mắt này. Đó. Đấy, quay nét chi tiết cho các bạn luôn nhé. Chứ mà ấy này, thấy chưa? Đang nụ này. Đấy, trầm Lào, rừng Lào. 1.500.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn để ý cho em. 150.000 một lạng. Đấy, 150.000 cho 100g thôi nhá. Đấy. Còn ở đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng thì bây giờ cũng đang mùa nụ và mùa hoa luôn các bạn ạ. Đấy. Đây như đây. Bó này chi tiết hơn này. Bó này thì những cái bông hoa, nụ hoa đang tòi ra rồi này. Đấy. Nhất điểm hoàng có giá rất là rẻ luôn. 100.000 1 kg. Còn đây là hạc vĩ. Hạc vĩ thì bình thường luôn có giá từ 250.000 đến 300.000 1 kg đúng không? Thì phiên hôm nay thì cũng gọi chung là cái lô hàng này nó cũng chung chung thôi, chứ không chưa được đẹp. Đấy, chưa được đẹp lắm. Nên là phiên hôm nay em bán đúng 230.000 1 kg. Hạc vĩ nhá. 230.000 nữa. Đó, đây có hạc vĩ này. Còn ở đây là đùi gà dẹt. Đùi dẹt hoa tím đậm luôn này các bạn nhé. Đấy, cánh tím đậm chưa. Lô đùi gà dẹt này hoa rất là đẹp luôn. Đấy. Đùi gà dẹt bình thường có giá 200.000 1 kg, nay em bán giảm giá còn
180.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy. Còn đây là kiều vàng. Kiều vàng phiên hôm nay có giá 170.000 1 kg thôi, chứ không phải là 180.000 hay là 200.000 như mọi phiên nữa, mà là 170.000 1 kg nhé. Đấy, những cái vòi hoa rất dài này. Phi điệp kiều vàng thì cũng đang là cái mùa lên nụ nhé các bạn nhé. Kiều vàng đang là mùa lên nụ rất là nhiều rồi. Về cái lô này thì nụ vẫn chưa thấy xuất hiện nhiều, nhưng mà được cái là có những dề rất là to. Đấy, các bạn đặt hàng thì nếu mà tầm khoảng 2 kg thì các bạn chắc chắn là được hàng dề to luôn. Đấy, mà 170.000 1 kg thôi các bạn ạ. Đấy. Và còn ở đây là điện Biên Đông Bixiom. Đấy, điện Biên Đông. Điện Biên Đông đang đi vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Đang đi vào mùa nụ nhưng mà thực sự là những cái nụ của nó rất là nhỏ nên là tìm nụ rất là khó. Đây nha, nụ đây nha các bạn nhé. Nụ đây, đang vào mùa nụ đây. Đó, có những nụ nào mà nó dài quá này. Đấy, đây này. Nụ này mới xưng nụ này. Đấy, bình thường luôn có giá là 200.000 1 kg đến 220.000 1 kg, thì nay em bán 180.000 1 kg thôi này. Đấy, điện Biên Đông nhé các bạn nhé, hay còn gọi là hương rừng. Hương rừng điện Biên Đông hay đi serum cũng là nó nhá. Chứ nó khác với cái hàng của Trung Quốc trồng kia thì lá xanh mướt tùm luôn, toàn thân tơ. Đấy. Hàng rừng thì màu hoa cực kỳ là sặc sỡ, hoa vàng nhé các bạn nhé. Những cái thân vàng vàng này không phải là thân nó hỏng, nó úng đâu nhé các bạn nhé. Cái vốn dĩ đặc tính của cái dòng này là nó như thế nhé các bạn. Đấy, là thân nó vốn vàng như thế. Thực sự luôn, đây là những cái thân già già rồi. Đấy, chúng ta bẻ vào một cái, tươi nước này. Thực sự luôn, đây là một cái thân già em bẻ luôn này. Nó tươi nhá, đấy. Đấy, em mới bẻ luôn nhá. Đấy, các bạn nghe tách cái đấy. Đấy, những thân này có nhiệm vụ là chứa nước để sắp tới nó sẽ nuôi những cái mầm cây con nhé các bạn nhé. Nên là chúng ta đừng có mà cắt đi nhé. Để nguyên cho em, để sang năm các bạn chúng ta thích đẹp lúc đấy tỉa sau nhé. Còn đây là kim điệp. Kim điệp xuân. Kim điệp xuân cũng đang mùa nụ như này đây. Hàng này cũng thuộc dạng hàng vừa vừa thôi. Bình thường nó luôn có giá là 150.000 đến 180.000. Nhưng mà phiên hôm nay em bán giảm giá cho các bạn còn 130.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy. Còn ở đây là giáng hương. Giáng hương phiên hôm nay em bán giảm giá cho mọi người là 140.000 1 kg thôi. Đấy, giáng hương bây giờ đang vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta nên mua sớm tại vì những cái nụ nó còn ngắn. Giáng hương thì mùa này thì đang là cái mùa khô hanh nữa nên là nó xuống lá cũng khá là nhiều đấy các bạn nhé. Đấy, những cái nụ ở trong những cái bó này em chưa cởi ra được nên là em không quay chi tiết được những cái nụ cho các bạn. Đấy, nói chung là ở trong đống này em còn phải lọc hàng nhiều. Và lô hàng này nói chung là cũng chưa được ưng ý cho lắm, vẫn còn hơi xấu nhá các bạn nhá. Đấy, nụ đây. Đấy, một cái cây con này mới mọc ra vẫn có nụ ở đây. Đấy nhá. Thì các bạn cứ yên tâm là những cái thân to này thì chắc chắn là sắp tới nó cũng sẽ bật nụ nhá. Đấy. Dòng giáng hương thì mùa này vàng lá từ trước Tết đến giờ rồi. Đấy, nụ này. Đó, 140.000 một cân thôi. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà cơ sở chúng em cập nhật trong ngày hôm nay cho các bạn nhé. Thì giá chi tiết từng loại thì em đã có báo cáo hết mọi người nhé. Thì mọi người vui lòng gọi điện đặt hàng trực tiếp với chúng em. Chúng em, cơ sở chúng em xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn. Và xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho các chị em phụ nữ và các cô nhé. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.